Wow, bơi. Bạn bơi, ở đây có con cua này, con cua nó cắp cái chai gì đây này bạn Bo này. Wow, bạn Bo có nhìn thấy không? Wow, đây là cái chai kẹo này. Ôi, nó nhả ra rồi bạn Bo ơi. Wow, bạn Bo thử bóc cái chai kẹo này ra xem nào. Wow, đó là cái gì đấy? Kẹo. Ôi, trong kẹo trong trong cái chai này có nhiều kẹo chưa? Bạn Bo thử thử ăn một cái xem nào. Kẹo gì đấy? À, kẹo sô cô la có ngon không? À, bạn Bo lắp vào rồi, bây giờ mình bạn Bo bắt con cua kia đi. Wow, bây giờ mình bạn Bo ra xem con cua này to chưa? Ủa các bạn ơi, một con cua đỏ to chưa này? Wow, con cua này này, ồ, trên lưng nó có màu đỏ này, toàn màu đỏ thôi bạn Bo ạ. Ủa, nó đánh đá chưa? Wow, bạn Bo gắp đi. Cắt được lâu rồi. Ồ, bạn Bo giỏi thế nhờ, đi thôi. Wow, bạn Bin ơi, bạn Bin có cái xe ô tô gì đấy? Mình có một cái xe ô tô màu đỏ các bạn ạ. Wow, bạn Bin có một cái xe ô tô màu đỏ này. Ồ, cái ô tô của bạn Bin lại còn kéo được đấy các bạn ạ. Ôi, trên trên bên trên ô tô này còn có cái kẹo lật đật đấy. Bạn Bin thử bóc cái kẹo lật đật này ra nào. Đây. Wow, bạn Bin thử bóc ra nào. Wow, bên trong này, các bạn ơi, bên trong cái kẹo lật đật này hay chưa? Wow, có rất nhiều hình dán này. Wow, có các hình dán này các bạn ơi. Đó là hình dán của các bạn đang đá bóng này. Wow, và cả hình dán to nữa các bạn ơi. Ôi, bên trong kẹo lật đật này có con gì đây à bạn Bin? Con lật đật các bạn ạ. Wow, đây là con lật đật đấy các bạn ơi. Con lật đật này như thế nào nhỉ? Mình thử đặt nó xuống đây nào. Ôi, nó đứng được này bạn Bin ơi. Đấy. Đấy, nó xoay này các bạn ơi. Wow, con lật đật này hay mình chưa? Mình lật đổ nó không lật, nó không đổ đâu như này. Wow, đấy. Hay thế nhỉ? Wow, bên trong này còn rất nhiều kẹo màu sắc này. Wow, bạn Bo ơi, này có con cua gì đây? Con cua màu xanh này. Wow, con cua màu xanh xanh gì đây nhỉ? À, màu xanh da trời đấy. Bây giờ mình bắt vào đây nhá. Wow, lại một bạn cua màu trắng này bạn Bo ơi, trên lưng của bạn màu xanh này. Ôi, con cua này càng sợ chưa? Ôi, cái càng nó to chưa? Ôi, nó bò rồi. Wow, các bạn ơi nhìn này, cái càng của nó to chưa? Ui, to lắm. Ôi, nó đánh đá nữa chứ. Bây giờ mình bắt bỏ vào đây nhá. Thôi, bây giờ mình bạn Bo đi về đi. Đi thôi. Đi thôi.